Bài đọc 1, bài kích thích khôn ngoan, linh hồn những người không chính ở trong tay Chúa và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và vì các ngài từ biệt chúng ta là đi vào khỏi tiêu diệt. Nhưng thực ra các ngài sống trong bình an và trước mặt người đời, dầu các ngài chịu khổ hình, lòng gậy trong của các ngài không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ còn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người không chính sẽ chói sáng và chiếu tỏ như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết về chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho các người Chúa chọn. Đó là lời Chúa.